Hello, xin chào các anh chị nhà đầu tư ạ. Hôm nay thì là ngày 22 tháng 6 thì cũng là ngày cuối tuần các anh chị nhé. Cuối tuần thì Tuấn Tú cũng lọc cổ phiếu và để gửi tặng các anh chị những cái mã cổ phiếu mà tiềm năng và đã có sau khi mà lọc cổ phiếu vào cuối tuần này thì Tuấn Tú cũng đã chọn lựa rất kỹ càng ra được ba cổ phiếu của các anh chị nhé, và ba cổ phiếu có những cái điểm mua gọi là siêu siêu đẹp, và hôm nay Tuấn Tú sẽ gửi tặng các anh chị ba cổ phiếu của các anh chị nhé. Trước tiên vào nội dung của clip ngày hôm nay, xin các anh chị ủng hộ cho Tuấn Tú những lượt like, những comment, những trái tim và subscribe kênh để ủng hộ Tuấn Tú các anh chị nhé. Với những anh chị nào mà chưa có người đồng hành cần hỗ trợ tư vấn một một thì có thể liên lạc liên hệ với Tuấn Tú qua số điện thoại ở trên, và hoặc có thể tham gia nhóm Zalo tư vấn miễn phí cộng đồng của Tuấn Tú các anh chị nhé. Tuấn Tú đang làm việc tại công ty chứng khoán SSI. Anh chị nào yêu quý Tuấn Tú có thể ủng hộ Tuấn Tú mở tài khoản mới ở SSI các anh chị nhé. Vâng, cảm ơn các anh chị ạ. Trước tiên thì để vào cái về nhận định phân tích cổ phiếu thì trước tiên thì Tuấn Tú review lại một chút về thị trường chung. Thì thị trường chung theo như tiêu đề mà Tuấn Tú viết ở thumbnail ngày hôm nay đó là tuần sau thì thị trường sẽ kéo lên. Vậy thì thị trường sẽ như thế nào trong cái kịch bản tới mà rất dễ xảy ra? Thứ nhất là thị trường đầu tiên là VN-Index đang đi tích lũy từ trong vùng 1278 cho đến vùng 1287 các anh chị nhé, và đang đi tích lũy ở trong vùng này. Và nhưng mà hiện tại thì sang đầu tuần tới VN-Index rất có khả năng sẽ kéo lên và phá lên được, vượt được cái vùng cản 1287, 1288 các anh chị nhé. Và khi được vượt được cái vùng cản 1288 thì lúc đó thị trường sẽ quay trở lại một cái vùng đỉnh cũ 1300 các anh chị nhé. Tại sao lại có khả năng này? Vì trong khung tuần, khung 1 giờ các anh chị có thể để ý trong cái khung 1 giờ. Đây ạ. Trong khung 1 giờ của công cụ Ichimoku thì VN Index đang có cái vùng hỗ trợ ở phía dưới vùng 1278. Ngoài ra thì có đang có trạng thái hai kiếm đều song song hướng lên và đang đi tích lũy trong vùng này. Nhưng hiện tại ở phía trên đang có xuất hiện cái EL MA. EL MA ở giai đoạn này nhá anh chị nhá. EL MA, vì vậy là VN-Index sẽ có sự đi tích lũy trong vùng này, nhưng rất rất có khả năng rất cao sẽ vượt lực lên ở cái vùng EL MA này và vượt lên trên các anh chị nhá. Như vậy là VN-Index trong phiên thứ hai đầu tuần, thứ hai sắp tới đầu tuần sẽ có khả năng rung lắc lên cái vùng 1287 một lần nữa, và trong khoảng đầu tuần từ thứ hai thứ ba, trong thứ hai thứ ba là VN-Index của chúng ta rất có khả năng rất cao là sẽ vượt được cái vùng 1287, 1288 và vượt lên vùng EL MA này, thì thị trường sẽ quay trở lại vùng 1300 một lần nữa các anh chị nhé. Đó là theo công cụ của Ichimoku anh chị nhé. Và cái xác suất kịch bản đi theo cái hướng này sẽ rất là cao các anh chị nhé. Những anh chị nào cũng đã theo dõi nhiều trên kênh của ITP Club, anh em ITP phân tích nhận định, thì cái những cái nhận định về cái xác suất thị trường khi vượt EL MA này thì thường là sẽ có những cái tỷ lệ xác suất là rất cao, lên đến 80% thị trường sẽ đi theo cái kịch bản này các anh chị nhé. Rồi, để tiếp tục vào phần chính của ngày hôm nay, đó là Tuấn Tú gửi tặng các anh chị ba cổ phiếu là đang có tiềm năng rất lớn và xuất hiện những cái điểm mua gọi là siêu siêu đẹp trong tuần tới anh chị nhé. Đầu tiên là mã cổ phiếu đầu tiên đó là mã cổ phiếu DXP. Vâng, DXP thì anh chị thấy rằng là mã cổ phiếu cảng đoạn xá các anh chị nhé. Hiện tại thì DXP đang trong một cái xu hướng
trong khung trung hạn thì bắt đầu là vào cái xu hướng uptrend tăng của trong trung hạn các anh chị nhé. Khi đã bắt đầu là đi tích lũy vừa đủ và bắt đầu bứt lên và đã vượt được cái đoạn MA và vượt lên và vượt được những cái vùng cản quan trọng và đã tăng một nhịp và đã có một cái nhịp gọi là chỉnh điều chỉnh test lại vùng hỗ trợ, và hiện tại đang đứng ngay trên cái vùng hỗ trợ, giá hai rau găm chập lại đều đứng ngay trên vùng hỗ trợ ở 13.9 các anh chị nhé, và giá hiện tại là đang 14.3, như vậy đang ở ngay phía trên thôi và đang có những cái điểm rất là sát vùng hỗ trợ. Với những cái chiến lược của Ichimoku thì khi đang sát về đứng sát ở trên cái vùng hỗ trợ mạnh của Ichimoku ở vùng 13.9, tức là quanh giá 14, thì cái việc là DXP cái xác suất để mà tăng lên là rất cao, còn về cái tỷ lệ giảm xuống là rất thấp, và xác suất đầu tư mã này đang có những cái điểm mua gọi là cực kỳ an toàn và cực kỳ đẹp. Nó xác suất đến 80-90% đối với những cái mã này, khi anh chị đầu tư vào thì tỷ lệ thắng đến 80-90% các anh chị nhé, tỷ lệ thua là cực ít, cùng lắm là trong T cộng 3 thì cùng lắm các anh chị cũng 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 sẽ giữ được cái mức gọi là hòa vốn, không thua các anh chị nhé. Dù kịch bản của thị trường có đi như thế nào thì với DXP cũng đang là đang đang có ở sát cái nền và vùng hỗ trợ cực mạnh rồi, thì với DXP sẽ đầu tuần thị trường mà kéo lên thì DXP tiếp tục sẽ đi lên tiếp các anh chị nhé. Là mã đây là mã DXP về đoạn cảng sáng. Mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu BAF, cổ phiếu về thịt các anh chị nhé, thịt lợn. Vâng. Rồi ạ, BAF thì cũng như vậy, cũng đang có một cái trạng thái là đang điều chỉnh và về sát với vùng hỗ trợ ở phía dưới. Đặc biệt của BAF là hiện tại anh chị thấy là cái phiên vừa rồi là một cái phiên bắt đầu đà giảm đã dừng lại và thanh khoản bắt đầu vào, dòng tiền bắt đầu quay trở lại vòng tiền và bắt những cái điểm mua gần sát vùng hỗ trợ. Với BAF thì đang có cái vùng hỗ trợ mạnh từ 20.2 cho đến 20.5. Và hiện tại chỉ đang đứng ngay sát trên cái vùng giá này thôi. Vì vậy với những cái vùng giá như thế này là anh chị có thể tham gia dần vào được với cái vùng này, và tỷ lệ thắng là rất cao khi đã có về sát điều chỉnh về sát những cái vùng hỗ trợ mạnh rồi. Và BAF thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà đang trong một cái nhịp xu hướng trend tăng uptrend rất là rõ ràng và rất là bền vững và mạnh, và dòng tiền thì luôn luôn chầu trực gọi là đứng bên ngoài để chờ những cái điểm mua để nhảy vào. Anh chị thấy là dòng tiền vào đang rất tốt, và ở những cái nhịp điều chỉnh như này là cái cơ hội rất tốt để các anh chị tham gia vào BAF khi anh chị đã bị bỏ lỡ những cái nhịp tăng mạnh của những cái giai đoạn trước các anh chị nhé. Và thời điểm này là thời điểm mà anh chị có thể tham gia được đối với BAF khi đã chỉnh về một cái nhịp chỉnh rất là chiết khấu về những cái vùng giá rất là tốt rồi, khi sát về vùng giá hỗ trợ các anh chị nhé. Như vậy là từ cái vùng giá 20.2 cho đến cái giá 20.5 là vùng hỗ trợ, nhưng với cái giá vùng giá hiện tại là 20.9 là anh chị có thể tham gia bắt dần mua dần vào đối với mã cổ phiếu BAF các anh chị nhé. Càng chỉnh sát được cái về giá vùng giá 20.2 và 20.5 thì càng tốt, các anh chị có thể mua dần được ạ anh chị nhé. Về trong trung hạn thì vẫn đang là trong một cái xu hướng uptrend các anh chị nhé. Mã thứ ba đó là mã Nam Long. Nam Long thì cũng đã có những cái bài phân tích, em cũng đã những cái bài phân tích về doanh nghiệp. Hiện tại doanh nghiệp Nam Long cũng đang rất là tốt và đang có nhiều dự án triển khai và đang mang lại cái những cái lợi nhuận rất là kỳ triển vọng tốt trong những quý tới. Và Nam Long tiếp tục là một cái mã đang trong cái xu hướng uptrend tốt các anh chị nhé. Và cái nhịp này thì Nam Long cũng đã test chỉnh về những sát về vùng hỗ trợ mạnh ở phía dưới như là vùng 40.1 và 40.4, đó là vùng hỗ trợ mạnh của Nam Long, và hiện tại cũng đang đang sát ở cái vùng hỗ trợ này rồi, và đây là cái điểm mua rất là đẹp đối với Nam Long anh chị nhé. Đối với Nam Long, với những cái điểm mua như thế này thì anh chị để tìm trên thị trường bây giờ thì sẽ còn rất ít những cái mã cổ phiếu đang có những cái điểm mua tốt như thế này đối với những doanh nghiệp đang tốt và đang trong cái xu hướng trên tăng mạnh. Vì vậy những cái nhịp điều chỉnh này là những cái cơ hội để các anh chị tham gia
vào những cái mã này. Anh chỉ thấy rằng là điểm chung của cái ba cái mã cổ phiếu này đều đang trong một cái xu hướng uptrend trong trung hạn. Cái nhịp trước đều là tăng rất mạnh, sau đó thì hiện tại là đang có một cái nhịp trình về sát vùng hỗ trợ. Đấy, thì em có lấy một cái ví dụ, một cái mã cổ phiếu mà cái nhịp vừa rồi nó cũng đi như thế này và đã cho những cái lợi nhuận rất tốt khi bắt ở những cái điểm mua siêu đẹp như thế này các anh chị nhé. Đó là mã cổ phiếu DGC. Anh chị thời gian vừa rồi anh chị thấy là DGC tăng rất tốt đúng không ạ? Vậy thì anh chị phải nhìn thấy rằng là cái con DGC này, này khi mà nó gặp cái vùng đỉnh cũ và nó test chỉnh lại, thì anh chị thấy khi nó test chỉnh lại về cái vùng hỗ trợ mạnh ở phía dưới ở cái vùng 1119 thì về sát về đến đây thì đã có lực vào mua, bắt điểm mua và thanh khoản đột biến lên, và lúc đó DGC đã bật tăng trở lại mạnh luôn. Anh chị thấy ạ? Và các cái mô hình, mẫu mô hình kiểu này thì thường là các cổ phiếu đang trong một xu hướng trend uptrend trong trung hạn và có những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, và về cái vùng hỗ trợ thì là những cái điểm rất tốt, thời cơ rất tốt đến để các anh chị bắt vào điểm mua, anh chị nhé. Thì với DGC nó là một cái ví dụ để các anh chị thấy rằng là nó đang đi trong một cái mẫu hình, mô hình rất giống với những cái mã mà em vừa tư vấn xong, như mã cổ phiếu DXP hay BAF hay là Nam Long. Thì anh chị thấy rằng là Nam Long cũng đang có những cái tín hiệu rất là giống và đi theo mẫu hình như vậy các anh chị nhé, đều trong một cái xu hướng uptrend trong trung và dài hạn. Ngắn hạn thì đã điều chỉnh về những cái vùng điểm mua rất là đẹp rồi các anh chị nhé. Thì đấy là những cái mà em đã sàng lọc trong cuối tuần này để chọn lựa ra ba mã cổ phiếu để gửi tặng các anh chị nhà đầu tư. Chúc các anh chị nhà đầu tư có thể giao dịch thành công trong tuần tới các anh chị nhé. Một lần nữa anh chị ủng hộ cho em Tuấn Tú những lượt like, những lượt comment hình trái tim và subscribe kênh, ủng hộ em. Ngoài ra những anh chị mà cần cái sự hỗ trợ tư vấn một xây dựng danh mục đầu tư, anh chị có thể liên lạc với em, inbox với em anh chị nhé, qua số điện thoại ở trên màn hình, hoặc có thể tham gia Zalo nhóm tư vấn miễn phí cộng đồng của Tuấn Tú các anh chị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị đã ủng hộ em và theo dõi hết cái video clip này các anh chị nhé. Và hẹn gặp các anh chị vào những cái buổi live hay nhận định cổ phiếu tiềm năng vào những lần sau ạ. Vâng, xin chào các anh chị và hẹn gặp lại.